Giao thủ Ấn Độ. Đánh khai cuộc gì đó nhỉ? Chơi Sicilian đi. Một số bạn có muốn mình chơi khai cuộc này. Ở đây thì có nhiều biến nhưng mà mình xem đánh biến gì. Mình hay đánh biến đưa mã lên giống một số ván mình đã phân tích. Đây là biến của Kassen đầu với Caruana. Nhưng mình lại phân tích thiên về quân trắng hơn. Mình lại chơi quân trắng để đấu lại cái biến này chứ không phải là quân đen. Lên mã. Đây nếu mình đưa tượng lên ghim thì đen cũng lại đưa tượng ghim luôn. Mình nghĩ nên giữ con tượng ở trong để phòng thủ luôn tốt ở D6. Kiểu gì tốt D6 phải để lên thôi. Hay là ghim nhỉ? Thôi. Chúng ta chơi cờ đen, chúng ta đánh thủ thôi. Nhập thành. Lên tốt. Ok, mình sẽ đẩy hai nước vào như vậy, muốn đẩy tốt ép lên. Đây đẩy tốt lên được không? Tốt ăn ăn không được. Ok, mình sẽ đổi quân tượng này. Sau đó sẽ đẩy tốt lên. Đẩy tốt lên lên 5. Lên đấy. Đẩy tốt lên đi 5 được nhỉ. Tốt ăn thì mã mình sẽ ăn lên. Ok. Cũng là đủ thôi. Lên hậu. À, đuổi xe bắt tốt. Không có nước nào để vừa giữ xe vừa giữ tốt rồi. Đổi nốt không nhỉ? Đổi nốt đi. Lại chuyển về cờ tàn, mình lại kém một tốt rồi. Lại về đuổi xe. Đây mình đưa tượng lên cũng là để đưa xe ra. Như vậy là chẳng muốn chui tượng đây. Chui tượng vào thì mình sẽ rút tượng về ô F8 để phòng thủ. Chui tượng vào rồi. Bây giờ tốt này sẽ tốt yếu và đây nữa. Hai tốt trắng sẽ bảo vệ tốt nào đây. Tạm thời mình đang ăn lại được một tốt rồi. Các bạn thấy không? Tính trước được đối phương đi nước nào thì mình sẽ có phương án để phòng thủ. Tất nhiên là trong cái giới hạn thời gian thì mình chỉ tính được khoảng một vài nước thôi. Tức là một vài cái khả năng thôi. Còn đâu nếu cờ chậm và thời gian dài mình có thể tính sâu hơn. Đuổi hậu. Đuổi hậu. Nước sau thì trắng có thể ra xe. Chạy thôi.
Chúng ta xem trắng sẽ phòng thủ cho con tốt này thế nào. Đối thủ Ấn Độ, Elo chỉ có 1.800 mà thôi. Lên tốt một nước. Như vậy sẽ ra xe để bắt lại con tốt này. À, bắt làm sao được. Xe mình giữ rồi. Bây giờ sẽ ăn nốt con tốt này. Chúng ta thấy là trắng chưa thể tấn công chỉ với hậu và tượng, khi mình đã có con tượng phòng thủ rồi. Bây giờ một con tốt này sẽ mục tiêu tiếp theo. Chúng ta xem trắng sẽ phòng thủ như nào, đuổi xe không? Mình không nghĩ một, mình không nghĩ đuổi xe nó hay. Giờ đây đang định ăn hậu lên để đuổi hậu cho nhanh đưa về cửa tàn, nhưng mà tượng của trắng đuổi xe cho nên là mình phải ăn xe. Xuống một nước. Rồi, ăn hơn rất nhiều quân rồi. Mình còn 1 phút nữa. À, cũng bị mất lại tốt này. Đổi hậu đi. Không đổi. Không đổi không được đi. Bắt phải đổi. Vẫn chạy. Thôi lại rút tượng về phòng thủ. Thấy mình có tốt thông rồi, mình sẽ đẩy lên. Cờ tàn sẽ thành công hơn 2 tốt thông. À, 2 tốt, 1 tốt thông. Ui, lên đây. À thì trắng lại ra đây, vẫn giữ được con tượng này. Đây mình sẽ sử dụng con tốt thông này để đẩy lên. Rồi, bên trắng cũng đang nghĩ rất nhiều thời gian rồi. Ra xe. Đổi nốt xe. Rất đúng ý, sẽ thành công. Đang muốn đổi quân nhanh đây. Giờ sao đây bạn? Hai con này không thể chiếu hết được. Rồi, tiếp tục đẩy tốt xuống. Sau đó lên tốt đây và lên tượng, đổi nốt con tượng này. Đấy. Đẩy nước tốt này không không hay lắm. Còn 30 giây nữa cho sẽ thành công. À. Lại chạy. Được rồi. Mười chín phẩy chín giây. Chơi thành công vẫn hơn. Vẫn hơn một chút. Đẹp rồi. Thế cơ tàn chiến thắng sẽ thành công. Không có nước chiếu nào cả cho trắng. Vẫn có, vẫn có. Rồi.
Hết nước chiếu, à đây vẫn chiếu đây được. Trắng mà đi nhanh lên một tí thì vẫn thua thôi.